kính chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa nha. Xin chào anh ơi. Thôi mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lại Nguyên. Kênh giao lưu, kênh của em giao lưu đồ xưa, đồ gốm nha bà con, đồ đồng, đồ gỗ các loại nha, đồ thờ cúng và đồ phong thủy ở tại khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Qua số điện thoại em 0772 8772 78 thì em cũng rất cảm ơn bà con mình ủng hộ những cái clip vừa qua rất là nhiều nha. Thì hôm nay thì em có sưu tầm về được một bộ vàng 8 món nha bà con. Bộ này nói chung rất là đẹp nha, gồm có 2 đôn một vàng và 4 cái ghế đơn và một con ghế dài. Bà con mình xem chi tiết được chậm đó, được chậm chỗ nha. Chất liệu này của nó là đều là cổ cỏ nha bà con. Thì em sẽ đo từng món cho bà con của mình có thể mình hình dung ra được nha. Thì bàn thì em đo trước bà con mình luôn, với chiều cao của bàn là 73, chiều ngang chiều dài của bàn là 115 nha, còn chiều sâu của bàn là 51 luôn nha bà con. Mỗi chân bàn thì có chiều dày lên là 6 phân, được chạm làm những cái chân luôn, chân móng chạm tới chân hết nha. Mặt bàn giữa là mặt lá, một lá liền đó bà con mình xem. Đặc biệt cái này người ta chạm tứ diện nha, cũng được cẳng ngóc luôn nha bà con. Còn đôn thì có chiều cao của đôn thì em đo là 70, chiều ngang của đôn thế này là nó 43 nha, còn chiều sâu của đôn là nó 35. Hai đôn như thế này nha, rất là dày và cứng cáp luôn đó bà con mình xem giùm em. Hàng thì sạch sẽ làm tích toàn bộ hết rồi, về là mình xài và sử dụng không cần làm gì thêm. Còn ghế này, ghế đơn như thế này tới 4 cái lần, 4 cái được người ta cũng gắp mỏng hết nha bà con, rất là dày và cứng, cũng rất là to luôn nha. Với chiều cao của mỗi ghế em đo là 104, chiều ngang của ghế thế này nó là 66 nha, chiều sâu ra là nó lên tới là nó 45, còn chiều ngang rộng của ghế thế này là nó 63 nha, từ vị trí mặt đất trở lên em đo luôn là nó 48. Những cái chân đều được chạm hết, bà con mình để ý giúp em, nó đều chạm tới dưới chân hết, chân móng hết nha. Chân nào cũng đều chạm chứ nó không phải là chân chu. Bà con mình xem, cho nên thì bộ này nó cũng rất là kỳ công và kịch cộm nha. Bà con mình xem những độ dày của cái hầm sau lưng này ngồi nè, vị trí này là nó thứ 3 phân rồi nha. Đây bà con mình xem đây, chạm ở trên này cái kiểu giống như là một cái mà cung thành quế vậy đó nha bà con. 8 món lần nha, bộ này 8 món, mỗi cái ghế rất là to, dày và rất là nặng. Đây được cũng được khảm ở trên những cái mặt đá nè, mặt đá hình tổng hợp rất là đẹp nha. Nó ngồi thì rất là rộng, nó ngồi rất là rộng rãi và thoải mái nha bà con. Ghế này có một cái băng ghế dài như thế này, thì nó khi mà đi thì em sẽ sắp xếp cho bà con của mình như là trên màn hình đó, em gửi bà con mình dàn xếp là rất là đẹp luôn nha. Ghế thì cái chiều cao băng ghế dài nha, lên tới là 121 nha. Tổng cái chiều dài của cái băng ghế này phủ bì luôn là nó 187. Băng ghế này nó cũng to dài nha bà con, chiều rộng ra em đo luôn là nó 46 nha. Mặt lá giữa một lá, chất liệu là gỗ gõ, hàng sạch sẽ làm tích nha, liền lạc hết rồi, về mình xài sử dụng không cần làm thêm, cũng không cần xả hay chùi đánh bóng gì nữa nha bà con. Bà con có mình xem giùm em, nguyên một bộ theo cúp lê của nó luôn nha, 8 món, 2 đô một quạt và 5 cái ghế, 4 cái ghế đơn, một băng ghế dài. Thì bộ này em giao lưu với bà con mình giá chỉ là 47 triệu thôi nha. 47 triệu 8 món nha bà con. Thì giá này là giá em đã bao ship cho bà con của mình là toàn quốc nha, và bao kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng luôn. Thì bà con mình ở gần khu vực miền Tây thì em sẽ thương lượng giảm chút đỉnh cho bà con của mình thôi nha. Còn bà con mình xem không rõ nghe không kỹ thì các bạn qua Zalo, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm cho bà con của mình xem thêm. Rồi đến với mã số 2 là một cái tủ trưng bày nha, tủ trong cung trưng bày đồ nè, nó nhiều ngăn nhiều kệ và con mình để rất là nhiều. Thì mấy cây trước em giao luôn mình cũng vừa về cái này nha, trả hoa trăm chi tiết cho bà con mình xem giùm em. Cái chiều cao của tủ này thì em đo là 177, chiều ngang cái hình vòng cung lớn nhất luôn đó là 117 nha, chiều sâu ra là nó lên tới 33. Bên dưới là một cái ngăn kéo, ở dưới là hai cánh cửa nữa nha, hai cánh cửa bên dưới mình để đồ đựng đồ được luôn. Được người ta chạm ở bên dưới là tích là cổ đồ. Tứ bình đó nha bà con, cổ đồ đó nha. Xung quanh dèm cũng được người ta làm những cái lộng nè, những chạm những cái hoa rất là đẹp. Sạch sẽ làm tích toàn bộ hết nha, chân là cũng được giả chút luôn. Bà con mình xem đây nha. Thì cái tủ này em giao lưu giá 16 triệu cho bà con của mình thôi nha. 16 triệu đồng bao ship tặng nhà. Bao kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng luôn. Bà con của mình có thể tham khảo đi qua số Zalo nha. Rất là đẹp nha, lần tích liền lạc hoàn thiện toàn bộ hết rồi. Đến với mã số 3 này thì em có bộ tam thế phật chất liệu bằng đồng nha bà con. Đồng huyền khối hết nha, đồng cũ nha bà con. Bà con mình hữu duyên, quan thủy nha. Pho tượng này thì ba pho này nặng lên tới là 75 kg là em cân rồi.
Đó, thì chiều cao của mỗi pho tượng như thế này thì lên tới là 115. Đó, 115 lần nha bà con, rất là cao nha, nặng 75 kg. Chiều ngang của pho tượng lớn nhất là tầm 30. Đó, còn cái đường kính ngang ở chân đế là cũng là tầm 30 tới 33 nha. Đó, mặc lên những chiếc áo trên đây nè là Thập Bát La Hán nha. Đó, những cái vị La Hán đó nha bà con, 18 vị La Hán đó nha. Đó, đứng trên là một khối là bông sen. Đó, bà con mình xem nha, đài sen. Đó, thì bộ ba này. Đó, bộ ba này thì em giao lưu hữu duyên với bà con của mình thôi là 43 triệu nha bà con. Nặng tới là 75 kg lần nha, cao 115. Đó, bà con của mình hữu duyên quan hỷ nha. Đó. Đây, rất là đẹp nha bà con. Không chê vào đâu được nha. Rồi đến với mã tiếp theo là số 4. Đó, số 4 T nha, thì là một cái tủ bài đồ, tủ trưng bài đồ nha, tủ ly. Hoặc là mình về mình làm một cái tủ mình để rượu hoặc là mình trưng đồ gốm, đồ vật quý giá lên nha. Này thì nó giả chút, em đo hóa thông số bà con của mình luôn. Đó, chất liệu này của nó là gỗ cỏ nha bà con. Tổng cái chiều cao thì em đo lên tới 213. Đó, 213 là tổng cái chiều cao nha. Chiều dài ra là nó lên tới là 122. Chiều sâu ra là nó 39 lần nha. Đó, cửa thì mở cánh hai bên, nó có nhiều ngăn, nhiều tầng là mình để đồ rất là nhiều nè. Đó bà con mình xem, bốn mặt đều là kính nha, nhưng khung là khung gỗ gõ. Đó, khung được chạm giả chút rất là đẹp. Cây này thì nó rất là nặng nha bà con, chân là chân rất mà gấp mộng nha. Nó rất là dày, bên dưới có hai cái hộp tủ mình để đồ được luôn, chạm nổi luôn nha. Đó. Thì cây tủ này em giao lưu hôm nay thanh lý với bà con mình giá là 18 triệu nha. Đó, giá này đã bao ship cho bà con mình tặng nha. Đó, cửa thì mở cánh bên hông. Đây, cửa mở cánh bên hông nha. Đó, bà con mình xem không rõ nghe không kỹ, kết bạn qua Zalo, bên em hỗ trợ tư vấn thêm cho bà con mình xem thêm nha. Bên em còn rất là nhiều loại mặt hàng. Đó, rất là nhiều đồ, bà con mình có thể đến trực tiếp để mà mình tham khảo thêm. Đến với mã số 5 T là một cái bộ tranh cá chép Lý Ngư Vọng Nguyệt nha. Gỗ gõ liền khói luôn nha bà con, chạm được nổi luôn nha. Đó, bà con của mình xem đây. Với chiều cao của mỗi bức như thế này thì em đo là 120. Chiều ngang mỗi bức là 30 nha. Đó, độ dày thì nó cũng lên tới là từ 3 phân tới 3 phân rưỡi, tầm 3 phân rưỡi nha mới chạm nổi như thế này. Đầu nổi nó không cả 2 phân rồi. Đó, hai con cá chép nhìn rất là hồn, bên dưới là những cái con cá chép nhỏ nè, dưới ánh trăng nha bà con. Đó, gỗ gõ liền nguyên tấm nguyên khối luôn nha. Đây, con mình xem đây nha. Đó, gỗ liền tấm liền khối luôn nha. Cặp này em giao lưu với bà con mình giá là 3.8 triệu nha bà con, 3.800.000 nha. Đó, bà con của mình xem thì có thể kết bạn để em chụp hình rõ ràng hơn. Đó, và mã số 6 này là một cái bộ tranh cá chép nữa, nhưng mà tranh này người ta cẳng chìm, cẳng ốc sà cừ Singapore nha bà con, ốc hoàng tranh. Đó, chất liệu là gỗ cỏ. Chiều cao của mỗi bức như thế này thì em đo lên tới là 1m07. Chiều ngang cho mỗi bức là nó 37 nha, dày khung tranh là 3 phân, miếng giữa liền khối nha. Ốc hoàng tranh là những cái vi cá, vảy cá bà con mình xem, nhìn rất là hồn. Ở trên này cũng cẳng bốn chữ Việt luôn là Lý Ngư Vọng Nguyệt nha bà con. Đó. Đây, mặt quán sau lưng đây. Đó, quán rất là liền lạc nha. Đó, liền lạc và khô ráo nha bà con. Đó. Thì cặp này em giao lưu cho bà con của mình một câu có giá là 6 triệu nha. Đó, 6 triệu đồng bên em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Đó, vì em quay ở đây là cũng ngay mặt lộ. Đó, lộ này lộ nhựa, lộ bê tông em là 4 mét nha, cho nên dừng xe cộ cũng tới giờ không. Qua lại rất là nhiều, hơi ồn ào chút xíu. Bà con mình có thể kết bạn qua Zalo để bên em hỗ trợ tư vấn thêm. Đó, cũng như là những cái sản phẩm mà bà con của mình cần sưu tầm nha. Rồi mã số 7 là một cặp bình tàu nha bà con, vẽ tích rồng. Chiều cao em đo là nó 59, đường kính miệng thế này là 21 nha. Và hoành bụng thế này là 93. Đó, bà con của mình xem giùm em nha. Đó, vẽ là rất là đẹp. Vẽ là đây. Đó, bà con mình xem đây. Đó, chi tiết hoa văn này vẻ hình rồng nhìn rất là đẹp nha. Đó, chồn đế một chuyện đầy đủ, không hề nứt mẻ hay tóc gió nha bà con. Một đôi làm tích liền lạc nha. Thì cặp này em giao lưu bà con mình giá là 3.800.000 nha, 3.800.000 đồng. Đó. Và đến với mã số 8 thì em có một cặp bình vuông tàu nữa nha. Đó, tích thì là thập bát La Hán nha. Đó, bà con mình xem bát tiên, cái này bát tiên nha bà con. Đó, mỗi bình là 8 vị tiên nha. Cao là 50, đường kính miệng 15. Hoành bụng thế này là 61 nha, hàng vẽ tay vuốt tay 100% hết nha. Đây bà con mình xem giùm em nha. Đó, vẽ rất là hồn luôn. Đó, không hề lỗi lầm, hoa văn vẽ bà con mình xem. Đó, hàng tàu cũ nha bà con. Đôi này thì có giá 2.8 triệu thôi. Đó, 2.800.000 nha. Mã số 9 là một cặp đèn dầu gốm sứ nha bà con. Đó, gốm sứ được vẽ kỳ lân. Đó, vẽ kỳ lân dầm cầu. Cao em đo là 29. Hoành bụng thế này là nó 30.
chôn đế đây, nó hàng cũ thôi nha, chứ không phải cổ hay xưa. Hàng thì em đã có họng đèn, ống tim đèn sẵn rồi, khi đi em kèm theo ống khói cho bà con mình luôn, mình về mình châm dầu mình xài thôi. Đôi này giá là 1 triệu đồng thôi nha bà con. Đó, giá em sale bà con mình luôn 1 triệu đồng nha. Mã số 10 là một cái đèn mang sông. À, mang sông nha, hàng này là hàng tái bản sau này nha. Rất là đẹp, hàng sạch sẽ luôn nha bà con. Về châm dầu vô là mình xài, ống bơm đầy đủ nha, tim đầy đủ. Cao bao gồm cái quai luôn là 58 nha. Cao cái đèn không là nó 40. Và cái hoành bầu bên dưới này nè, nó lên tới là nó 51 nha. Này là ống bơm đây, vẫn xài bình thường nha bà con. Đó, mình về mình châm dầu vô là mình xài thôi. Cái này em giao lưu giá 2.3 triệu nha, 2.3 triệu nha. Hàng này là hàng tái bản nha. Và mã số 11, em có một cái sưu tập bằng đồng này nha bà con. Này tỳ hưu hai đầu. Đó, bà con mình xem, tỳ hưu là mọi loại linh vật phong thủy rất là tốt nha. Đó, giữ tiền tài cho gia chủ mình. Đó, đặc biệt cái đồng này là đồng xưa nha. Đồng này từ 30-40 năm nha bà con. Chỉ có một con duy nhất thôi. Chiều cao em đo 25, chiều dài ngang là 35 nha. Đó, chiều sâu, chiều ngang thế này nó tới gần 9 phân lận. 9-10 phân lận nha, hai đầu lận nha bà con. Đó, rất là đẹp và độc đáo. Cái này em giao lưu giá 3.5 triệu nha, 3.500.000. Chất liệu đồng cũ nha. Mã số 12 là em có một cái chiếc điện thoại. Đó, điện thoại hàng Âu nha bà con. Hàng này nói chung hàng cũng tái bản thôi, vẫn xài được bình thường, là những cái nút của nó vẫn xài bình thường. Đây, cái đuôi của nó đây. Đó, chuông còn đầy đủ hết, mình về mình trưng đầy co hay cũng vẫn đẹp nha. Mình muốn xài thì mình thay thế điện thoại cũ mình vào nha bà con. Chiều cao này em đo 24, chiều ngang thế này là 25. Đó, chiếc này em giao lưu giá 2.8 triệu nha. Cái này chất liệu bằng đồng nha, bên ngoài là gỗ. Đó. Đến với mã số 13 thì em có một cái đĩa chanh. Đó, tích chim hoa chất liệu gỗ chắc được cẳng nổi. Đó, gỗ chắc nha bà con, chắc đỏ đen, đế là đế gỗ gõ. Ở trên này người ta cẳng là ngà, kết hợp thân cây gỗ xưa nha. Một cái đôi chim rất là đẹp nha bà con. Đó, đôi quy ngương nha. Đường kính đĩa này em đo 38 nha. Chiều cao đế luôn là nó 42. Đường cái chiều dày của đĩa là 2,5 phân. Gỗ chắc liền khối nha bà con. Đó, rất là dày. Đó, bà con mình xem đây. Đó, hàng này nói chung rất là đẹp, cũng rất là hiếm nha. Bức này em giao lưu giá 5.5 triệu cho bà con của mình nha, 5.500.000. Và cuối clip đồ xưa Lê Nguyên cũng xin mến chào bà con. Chân thành cảm ơn bà con mình đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Thì chỗ của em ở tại khu vực Thới Hòa, phường Thang, quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ. Lộ này thì bà con của mình đi ô tô 7 chỗ vẫn bình thường, xe tải cũng vô bình thường nha. Thì bà con của mình có nhà ấy cứ đến trực tiếp nơi của em để mình có thể tham khảo và giao lưu nhiều loại mặt hàng hơn nữa nha. Thì em cũng xin mến chào và hẹn bà con mình vào những clip tiếp theo ạ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo nha.